Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Lên clip giới thiệu cho các bạn vài mẫu camera siêu nhỏ, camera ngụy trang cúc áo mới nhất 2024 nhá. Thì như trước mình các bạn đây, nó đang là các cái dòng camera siêu nhỏ đang có sẵn tại cửa hàng. Mẫu đầu tiên nhà mình sẽ là một mẫu camera siêu nhỏ, nhỏ nhất thị trường, đó chính là mã S199. Thì đây chính là một chiếc camera S199 phiên bản siêu nhỏ mini nhá. Đấy, mắt camera đây, dây cam đây và cả cái cam cũng đây luôn nhá. Mã thứ hai nhà mình sẽ là một chiếc camera siêu nhỏ S200. Đấy. Con này thì mình thì dây nó sẽ dài hơn nhá. Dây nó sẽ dài hơn này. Cũng là một dòng camera siêu nhỏ S200 phiên bản mới nhất 2024 nhá. Tiếp nữa nó sẽ là một chiếc camera siêu nhỏ ngụy trang cúc áo S63. Đấy, thì như bạn thấy đây, đây là một chiếc camera siêu nhỏ ngụy trang cúc áo S63 này. Đấy, có chân cài luôn nhá. Mã thứ tư nhà mình sẽ là camera siêu nhỏ S400. Đấy, thì đây sẽ là dòng camera S400 với thời lượng pin 15 tiếng nhá, pin 15 tiếng. Và một mã nâng cấp của S400 là chính là S600. Đây sẽ là một chiếc camera S600 phiên bản nâng cấp, có đài pin của nhà mình sẽ được 30 tiếng nhá. Sử dụng liên tục trong vòng 30 tiếng, gấp đôi này luôn. Đấy. Thì chất lượng của mình đang là các cái mã camera siêu nhỏ mini mới nhất 2024, đặc biệt là đang có sẵn tại cửa nhà mình. Đấy. Dòng camera siêu nhỏ nhà mình đều là dòng camera đã được chọn lọc 100% với chất lượng ảnh là full 4K, có kết nối từ xa có 3-4G, có ghi hình chuyển động, có cảnh báo chuyển động, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Đặc biệt hơn thì là dòng camera siêu nhỏ này của nhà mình nhá, các bạn có thể đặt bất kỳ đâu, treo túi quần, túi áo, đặt trong nhà đấy, để có thể giám sát nhà cửa, để có thể bảo quản tài sản cá nhân cũng như là để lưu trữ bằng chứng cứ. Đấy, thì nhu cầu khách hàng thường sử dụng như vậy. Và dòng camera nhà mình với chất lượng ảnh siêu sắc nét lên 4K kèm theo kết nối xem từ xa qua điện thoại thì khi mà bạn sử dụng sẽ phù hợp với tất cả các nhu cầu nhá. Các bạn có là nhà báo, phóng viên cũng như là công an đấy, muốn đi quay lưu lại bằng chứng cứ đấy, thì đây cũng là một sản phẩm rất là lý. Còn nếu mà các bạn mà sử dụng để giám sát nhà cửa ấy, hoặc là để trông coi con cái đấy, xem là con cái có học hành không, cũng như là giúp việc bảo mẫu có đánh đập con gái bạn không đấy, vợ chồng có ngoại tình không, là các bạn đều có thể biết được hết nha. Và mọi thông tin liên hệ các bạn sẽ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ và tư vấn chi tiết và cụ thể hơn các bạn. Nhà mình thì có chế độ bảo hành sản phẩm là 1 năm đổi mới, lỗ trong vòng 1 năm mình sẽ đổi mới cho các bạn, cũng như là mình sẽ có tặng kèm thẻ nhớ và có miễn phí ship cho bạn khi ở xa. Đấy, chỉ cần các bạn là đăng ký kênh YouTube của mình thôi. Khi mà các bạn đăng ký kênh YouTube của mình thì sẽ được miễn phí ship, được tặng kèm thẻ nhớ khi ở xa các bạn nhá. Đấy. Thì mình xin nhắc lại cho các bạn các mã camera nhà mình như sau. Mã đầu tiên nó sẽ là S199 này, hàng siêu nhỏ. Mã thứ hai sẽ là dòng camera S200 dây dài. Mã thứ ba sẽ là dòng camera S63. Và mã cuối cùng nhà mình sẽ là dòng S400 và S600. Đấy. Đây sẽ là hai phiên bản pin khủng nhá các bạn nhá. Đấy. Ok. Đó. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng chi tiết và đồng thời sẽ test sản phẩm thực tế cho bạn luôn nhá. Đầu tiên nhá, để sử dụng được chiếc camera siêu nhỏ này các bạn cần chuẩn bị cho mình chiếc điện thoại. Điện thoại thì sẽ là điện thoại cảm ứng là được nhá. Của hãng nào cũng được. Nếu như các bạn mà sử dụng điện thoại Android thì sẽ vào cửa hàng sẽ vào lây. Còn trong trường mà các bạn sử dụng điện thoại iPhone thì sẽ vào App Store nhá. Các bạn đều tìm kiếm chung cho mình ứng dụng tên là Lockcam. Lockcam đây. Đấy. Tìm kiếm chung cho mình nhá. Biểu tượng màu xanh nước biển tên là Lockcam này. Đấy, tải về cho mình nhá. Hiện tại đây là mình đã tải về rồi nên là mình sẽ không tải nữa nhá. Còn trong trường mà các bạn chưa tải về thì các bạn nhớ tải về cho mình. Đấy. Ok. Tải ứng dụng Lockcam xong các bạn sẽ chưa cần mở điện thoại lên. Sau đó thì các bạn sẽ mở cho mình camera lên. Đấy. Ví dụ như đây. Đấy, có là được tất cả dòng camera mình đều có công tắc tắt bật on off này. Đấy, con này cũng vậy. Các bạn chỉ gạt xuống này. Đấy, là lập tức camera sẽ hoạt động luôn nhá. Đấy. Tất cả đều có công tắc tắt bật đầy đủ cho các bạn luôn nhá. Đấy, cả hai con này cũng vậy. Đấy, hôm nay mình sẽ test một con S199 đi, con camera siêu nhỏ ở nhà mình. Đó. Rồi. Thì khi mà các bạn bật camera lên cũng như là điện thoại các bạn đã được tải ứng dụng về rồi thì sau đó nhá, các bạn sẽ vào phần cài đặt của điện thoại nhá. Các bạn sẽ tìm cho mình phần kết nối này. Đấy. Và ấn cho mình phần Wi-Fi nhá.
Khi mà các bạn ấn vào phần Wi-Fi thì lập tức nó sẽ hiển thị cho bạn một mã Wi-Fi có chữ F, một vài số, vài chữ và không mật khẩu thì bạn sẽ kết nối vào cho mình. Các bạn lưu ý cho mình đó chính là cái tín hiệu Wi-Fi của camera khi nó phát ra thì nó sẽ có chữ F đầu tiên, một vài số, vài chữ và không mật khẩu nhá. Đối với dòng điện thoại Android thì khi mà kết nối nó sẽ báo các trường hợp như là luôn kết nối cũng như là giữ kết nối Wi-Fi, thì các bạn sẽ ấn cho mình phần luôn kết nối nhá. Còn với điện thoại iPhone thì các bạn sẽ không cần ấn. Đấy, chỉ riêng với dòng Android như là điện thoại này của mình thôi. Đấy, là các bạn sẽ ấn luôn kết nối cho mình nhá. Khi mà đã kết nối xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ vào ứng dụng lắp cam để có thể sử dụng camera cũng như để giám sát và xem trực tiếp từ xa nhá. Đấy. Ok. Đó. Đây nhá, các bạn sẽ vào ứng dụng lắp cam đây. Vào bên trong ứng dụng nhá thì nó sẽ hiển thị cho bạn một dòng chữ ken ấy, thì các bạn sẽ ấn ken là được. Đấy, như đây. Con này nó đang cập nhật các bạn nhá. Ok này. Đấy, thì khi mà bạn thấy chữ một dòng chữ đi vào online chữ màu xanh đây. Chữ màu xanh đây thì các bạn sẽ ấn vào và chọn mục ken đây để mình có thể là xem trực tiếp vào nhá. Đấy. Ok chưa các bạn? Thì đây sẽ là phần hình ảnh thực tế này. Đấy. Siêu nét luôn nhá. Đấy. Ví dụ nhá, trong trường hợp mà các bạn sử dụng ấy, hình ảnh nó có bị ngược nhá, thì các bạn có thể chỉnh chiều quay góc quay bằng hai mũi tên đây nhá. Hai mũi tên lên và mũi tên sang đây chính là phần chỉnh chiều quay góc quay nhá. Ví dụ như mình sẽ chỉnh đúng chiều đây. Đấy. Lập tức sẽ tự động lật ảnh về đúng chiều luôn nhá. Hình ảnh con này cũng như là về cái chất lượng sản phẩm khỏi bàn luôn. Siêu nét luôn nhá, siêu nét luôn. Và tốc độ quay của dòng camera nhà mình đều siêu mượt luôn. Không bao giờ sợ bị đơ, bị giật, bị lát nhá. Rất là mượt mà luôn nhá. Thấy chưa? Đấy. Đó, ok. Thì đó sẽ là cái phần chất lượng hình ảnh thực tế của sản phẩm nhá. Rất nét và rất mượt luôn. Ngoài ra nha, các bạn có thể zoom sản phẩm nhá. Ví dụ đây, mình sẽ đặt con này đây đi. Đây, mình sẽ cài đây các bạn nhá. Đấy, các bạn có thể zoom sản phẩm này. Đấy, zoom to, zoom nhỏ, tùy luôn nhá. Zoom thoải mái nhá. Không bao giờ sợ bị vỡ ảnh luôn nhá. Ảnh vẫn rất là nét luôn. Này, zoom cho bạn này. Đấy. Đây là mình vừa ấn phát ra nhá. Ok này. Đấy, zoom cho bạn thoải mái luôn. Nét căng luôn nhá. Đấy, ok. Thì đó sẽ là cái phần chất lượng hình ảnh của sản phẩm nhá. Tiếp theo thì mình sẽ vào là hướng dẫn cho các bạn phần xem từ xa nhá. Thì khi mà các bạn muốn xem từ xa qua 3-4G thì các bạn sẽ phải đặt cho mình là hai điều kiện. Điều kiện 1 là xung quanh camera này phải có wifi. Và điều kiện thứ hai nhá là điện thoại của các bạn có mạng di động 3-4G hoặc là mạng wifi. Thì khi đã đặt hai điều kiện rồi nhá, các bạn vui lòng ấn cho mình ở phần bánh răng cài đặt ở bên góc tay phải đây. Có biểu tượng bánh răng đây nhá, các bạn sẽ ấn vào cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình mục Wi-Fi setting đây. Đấy, phần Wi-Fi setting đây. Các bạn ấn vào. Khi mà bạn đã chọn mục Wi-Fi setting thì lập tức nó sẽ hiển thị cho bạn là toàn bộ Wi-Fi xung quanh camera. Lúc đó ấy, các bạn chỉ cần tìm cho mình cái Wi-Fi nó căng nhất và các bạn biết mật khẩu thôi. Sau đó thì các bạn sẽ đánh vào và nhập cho mình mật khẩu Wi-Fi. Khi đã nhập xong bảng Wi-Fi nhá thì các bạn sẽ ấn OK là mình có thể xem được từ xa rồi. Khi mà các bạn xem từ xa nhá, nó sẽ không giới hạn đâu. Đấy. Xem từ xa không giới hạn. Dù các bạn ở bất kỳ đâu hay là bất kỳ chỗ nào, các bạn chỉ mở điện thoại lên nhá là các bạn đều có thể giám sát cũng như đều có thể theo dõi được từ xa rồi. Rất là đơn giản thôi. Và bên trong phần cài đặt nhà mình thì cũng có phần như, ví dụ như là các bạn muốn chia sẻ mã QR thì ấn cho mình vào phần chữ ID đây. Nó sẽ hiển thị cho bạn một mã QR. Đấy. Để các bạn có thể là chia sẻ cho anh em, bạn bè, người thân. Đấy. Cũng như là các bạn cần cảnh báo chuyển động thì các bạn sẽ bật ở phần RAM này. RAM là đầu tiên đây. Đấy. Và các bạn cũng có thể là sử dụng các chức năng như là cài đặt thẻ nhớ, reboot, reset và các bạn xóa thiết bị. Đấy, trực tiếp ở trên điện thoại luôn. Rất là tiện nha. Ở đây sẽ là phần ngày tháng năm sản xuất nha. Đấy, sản xuất năm mới luôn, tháng năm mới luôn các bạn nhá. 2024 đây. Đây có giờ rút các bạn nhá. 14:35 là các bạn 53 giây. Đấy. Đây chính là cái giờ mà các bạn sản xuất các nhá. Ok, thì đó sẽ là cái phần xem từ xa cũng như là phần bên trong ứng dụng. Tiếp theo, nếu mà các bạn muốn sử dụng chức năng xem lại nhá thì các bạn sẽ ấn vào phần cờ lao chéo đây ở dưới góc đây. Phần cờ lao chéo đây chính là phần xem lại nhá. Các bạn sẽ ấn vào này. Đấy. Và ấn vào phần SD đây cho mình. Đấy. Thì khi mà bạn lắp thẻ vào nhá, nó hiển thị các file đây. Đây là các bạn chỉ ấn vào file là xem thôi. Thì đây chính là cái phần xem lại nhá, phần SD file này.
Đó, chính là phần xem lại. Và dòng camera nhà mình có đặc trưng rất là hay, đó chính là khi mà các bạn nhá, khi mà bạn lắp thẻ nhớ vào trong camera này và bạn bật camera lên thì lập tức nó sẽ tự động quay và lưu luôn. Đấy, nó sẽ tự động quay và lưu luôn nhá. Đấy, và lưu thì đâu các bạn có thể xem lại ở phần SD. Đấy, rất là tiện luôn. Dù bạn có kết nối nó hay không, không quan trọng, nó đều tự quay, tự lưu hết các bạn nhá. Đấy, các bạn mà đang có nhu cầu nhá, hoặc là đang quan tâm cũng như đang muốn sử dụng một chiếc camera siêu nhỏ, đặc biệt là camera siêu nhỏ S199 này, S200, S63 và S400, 600 nhà mình, thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ như là tư vấn chi tiết và cụ thể hơn các bạn. Nhà mình thì đang có chế độ bảo hành sản phẩm là 1 năm đổi mới. Lỗi trong vòng 1 năm mình sẽ đổi mới cho bạn, cũng như là có tặng kèm thẻ nhớ này, có miễn phí ship cho bạn khi ở xa, chỉ cần các bạn là đăng ký kênh YouTube của mình thôi. Đấy, và nhà mình thì đang có hai địa chỉ cửa hàng tại Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn gần một trong hai có thể là qua trực tiếp hai cơ sở, hai địa chỉ gần mình tại Hà Nội, Sài Gòn để tham khảo cũng như được thử hàng trực tiếp gần mình các bạn nhá. Ok. Đó, thì video của mình đến đây thôi. Xin chào và lại toàn để các bạn ở những video clip tiếp theo.